Từ trước đến nay, trong giới khoa học luôn có những tranh luận khi có một mẫu vật hóa thạch về một loài khủng long nào đó được phát hiện. Thậm chí nó đã trở thành chủ đề tranh luận trong nhiều năm. Trong số đó thì có một hóa thạch được các nhà khoa học phát hiện, khai quật, nghiên cứu rồi đặt tên và viết một bài phân tích thông báo với báo chí, nhưng chẳng mấy chốc nó lại bị bác bỏ hoàn toàn. Khi không lâu sau đó đã có một số nhà khoa học khác tự mình đến nơi khai quật được hóa thạch và nghiên cứu để đưa ra những kết luận mới cho riêng họ. Đến đây thì mình thấy việc khám phá cổ sinh vật học cũng như một trận kéo co vậy, giành giật phần thắng trong các nghiên cứu của mình trước đối thủ. Cuộc tranh luận này sẽ kéo dài trong nhiều năm, cho đến khi có thêm những bằng chứng hóa thạch để giải quyết vấn đề này, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loài khủng long đã trở thành nạn nhân trong những cuộc tranh luận đó và các họ hàng của nó. Đó là Peryonyx, loài khủng long ăn cá đầu tiên được tìm thấy. Hãy ấn like và subscribe như một sự ủng hộ tinh thần cho Ultrasa trước khi bước vào những nội dung chính ngay thôi nào. Peryonyx là một loài khủng long Spinosaurus ăn cá nổi tiếng, đến từ các vùng đất của nước Anh ngày nay. Kể từ khi nó được khám phá vào năm 1986, thì nó luôn là một loài khủng long mang tính biểu tượng và nổi tiếng nhất của nơi được mệnh danh là xứ sở sương mù. Nhưng trong quá khứ, danh tính của nó từng chìm trong những bí ẩn và tranh cãi. Nó là một loài khủng long nổi bật trong số kỷ phấn trắng, một phần vì ngoại hình của nó có nhiều điểm giống với các loài cá sấu và có lối sống chậm mình dưới nước để săn mồi, cũng như là một kích thước to lớn. Loài khủng long này không còn quá xa lạ trong những cuộc tranh luận về hình dáng của nó trông như thế nào, cách nó sống và săn mồi ra sao. Được biết thì Peryonyx và các họ hàng khủng long của mình sống ở các khu vực sông hay các đầm lầy, nơi chúng có thể săn cá. Nhưng cách săn của chúng chính xác là như thế nào thì vẫn chưa được chắc chắn, khi có hai giả thuyết như sau. Một là nó sẽ rình đập ở trên mặt nước như các loài chim hiện nay, còn hai là nó sẽ lướt trong nước như loài cá sấu. Trong thời điểm mình thực hiện video này thì giả thuyết nó rình đập bắt cá đang được ủng hộ nhiều hơn. Nghiên cứu giống loài. Peryonyx là một loài khủng long hông thằn lằn Saurischia ở Anh trong thời kỳ đầu kỷ phấn trắng khoảng 130 đến 125 triệu năm trước. Nó được phát hiện lần đầu tiên tại hố đất sét Smokejack nằm ở Surrey thuộc đông nam nước Anh vào năm 1983 bởi một thợ săn hóa thạch tên là William Walker. Kể từ đó, các hóa thạch của loài khủng long này đã xuất hiện ở các địa điểm khác trên khắp châu Âu. Alan Jarrett và Angela Milner đã mô tả và đặt tên trước đây cho loài khủng long mới này là Peryonyx. Cái tên này có nghĩa là móng vuốt nặng nề. Tên loài Peryonyx walkeri là để vinh danh William Walker. Bộ móng vuốt lớn của Peryonyx có đều ở mỗi bàn tay với 3 chiếc và móng vuốt đầu tiên trên mỗi bàn có kích thước khoảng 30cm. Các hóa thạch móng vuốt này cho thấy nó còn có thể tồn tại lâu hơn vì nó được phủ bởi một lớp keratin cùng với một chất liệu được cho là gần giống với chất liệu tạo nên tóc của con người. Chính những móng vuốt này đã để lại một dấu ấn rõ nét trong mắt các nhà khoa học và công chúng. Có một số nghiên cứu khoa học ước tính nó là một loài khủng long tương đối lớn với chiều dài khoảng 8-10 mét, cao khoảng 2,5 mét tính đến hông. Nhưng vì loài khủng long này đi bằng hai chân nên nó có thể cao tới 3 mét khi đứng thẳng. Trọng lượng của nó gần tương tự như loài tê giác trắng, một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất ở thời điểm hiện tại. Ước tính nó nặng từ 1,2 cho đến 2 tấn. Nó có thân hình dài và mảnh mai, hơi thon và dài hơn so với các loài khủng long chân thú khác. Nhưng có nhiều giả thuyết cho rằng nó còn lớn hơn như thế nhiều, khi mà mẫu vật được phát hiện được cho là một cá thể Peryonyx con mà thôi. Tuy nhiên vẫn cần phải đợi đến lúc bộ xương hóa thạch của nó được phát hiện đầy đủ để cho phép các nhà cổ sinh vật học có thể kết luận chính xác. Thời gian đầu khi phát hiện hộp sọ của Peryonyx thì người ta cho rằng đó là của một họ hàng ở châu Phi của nó là Suchomimus hoặc Spinosaurus. Chỉ riêng hộp sọ này đã dài gần 1 mét với một cái mõm dài và hẹp. Hình dạng chung của mõm và hàm răng của loài khủng long tương tự như hình dạng của loài cá sấu hiện đại. Tuy nhiên, Peryonyx có màu xương thấp trên mõm. Bộ răng của loài khủng long này cũng tương tự như bộ răng của cá sấu. Nó có bộ hàm khỏe mạnh với tới hàng trăm chiếc răng lớn nhỏ khác nhau, những chiếc răng cong về phía sau và tích hợp để kẹp và bắt những con mồi trơn trượt. Peryonyx có cổ hình chữ S với các gai thần kinh cao, hình tam giác chạy dọc lưng. Những chiếc gai này tăng dần chiều cao từ trước ra sau, tạo hình cấu trúc giống như cánh buồm trên lưng. Cánh buồm này có lẽ đã được sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ hoặc để trang trí. Cấu trúc này được thấy rõ ràng hơn ở Spinosaurus, họ hàng gần nhất của Peryonyx. Cả hai loài khủng long này đều có những điểm tương đồng khác, chẳng hạn như mõm thon dài và có khả năng thích nghi với lối sống dưới nước hoặc bán thủy sinh. Nơi sống và phân bố.
Peryonyx được biết đến từ các khoáng thạch được thu thập từ nhiều địa điểm khác nhau trên khắp châu Âu, đặc biệt là ở Anh và Tây Ban Nha. Loài khủng long này sống trong thời kỳ đầu của kỷ phấn trắng. Sự phân bố khoáng thạch của nó cho thấy phạm vi phân bố bao phủ nhiều khu vực ở châu Âu. Peryonyx chủ yếu sinh sống trên cạn, nhưng có thể đã thích nghi với lối sống bán thủy sinh, nghĩa là nó có thể có khả năng bơi lội. Vị trí lỗ mũi của nó ở hai bên mõm và hình dạng chung của một bộ xương có nghĩa là nó không thể dành phần lớn thời gian trong nước. Tuy nhiên, hóa thạch của loài khủng long này thường được tìm thấy ở môi trường ven biển hoặc sông ngòi. Điều này cho thấy Peryonyx sống gần các vùng nước trong suốt cuộc đời của nó. Nó có thể sống nhiều hơn trên đất liền, nhưng sẽ đến các vùng ven biển, hồ hoặc sông cạn để bắt mồi. Trong kỷ phấn trắng sớm, khí hậu và hệ sinh thái châu Âu khác biệt đáng kể so với điều kiện ngày nay, vì lục địa này gần xích đạo hơn ở vị trí hiện tại. Khí hậu ôn hòa, nhiệt độ toàn cầu cũng như cảnh quan cũng khác biệt đáng kể. Khu vực Wales và Surrey, nơi phát hiện hóa thạch đầu tiên của loài khủng long này, một phần được bao phủ bởi một khối lượng nước ngọt và lở lớn được gọi là hồ Wilden. Khu vực phía bắc cũng bị hai con sông lớn chảy vào hồ tiêu thoát nước. Peryonyx sống ở khu vực có khí hậu cận nhiệt đới tương tự như khu vực Địa Trung Hải ngày nay. Hành vi và chế độ ăn. Các nhà khoa học ban đầu nghĩ Peryonyx là một loài khủng long bốn chân. Điều này có thể làm cho loài khủng long này trở nên độc đáo vì các loài khủng long chân tú khác đều đi bằng hai chân. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy nó thực sự là loài đi bằng hai chân giống như các họ hàng gần nhất của nó. Nó cũng có thể hoạt động bằng bốn chân, nhưng chi trước sẽ không đủ khỏe để giúp ổn định và di chuyển. Peryonyx là một loài ăn thịt có khả năng thích nghi đặc biệt với chế độ ăn chủ yếu là cá, nhưng nó có thể có khả năng săn và ăn thịt các động vật nhỏ khác. Các nhà khoa học tìm thấy những mảnh bột hóa thạch được tiêu hóa một phần trong dạ dày của một hóa thạch Peryonyx, gồm có vảy cá, xương cá và xương của một con Iguanodon non. Điều này cho thấy loài khủng long này là loài ăn cá nhưng cũng có thể ăn thịt nếu có cơ hội. Peryonyx có những chiếc răng hình nón sắc nhọn giúp nó thích nghi tốt với việc bắt những con mồi trơn như cá. Vì răng không có răng cưa nên nó có thể để nuốt chửng toàn bộ con mồi. Nhưng nó cũng có thể sử dụng những móng vuốt lớn để chặt xác con mồi trước khi ăn. Khớp hàm của chúng tương tự như khớp của loài bồ nông còn sống. Điều này ủng hộ giả thuyết rằng chúng có khả năng nuốt chửng toàn bộ con mồi. Peryonyx là một loài khủng long đơn độc vì các nhà khoa học chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về cấu trúc xã hội hoặc hành vi nhóm trong hóa thạch được tìm thấy cho đến nay. Điều này có nghĩa là các cá thể sống và săn bắt một mình có thể chiếm giữ các vùng lãnh thổ khác nhau trong phạm vi nơi nó sinh sống. Tiến hóa và lịch sử. Ở kỷ phấn trắng đã chứng kiến một sự trỗi dậy của các họ khủng long Allosauridae và các Charodontosauridae. Cả hai đều được đánh giá là có khả năng săn mồi trên cạn tốt hơn các loài khủng long Spinosaurus. Theo thời gian, loài khủng long này đã thích nghi với lối sống giống cá sấu, giúp chúng tránh xa các loài khủng long ăn thịt mình nói bên trên và thống trị vùng nước kỷ phấn trắng trong hàng triệu năm. Mặc dù chỉ có một số ít loài khủng long Spinosaurus xuất hiện ở kỷ Jura và đã tồn tại đến khoảng 95 triệu năm trước, như mình đã nói ở phần phân bố, thì Peryonyx và các họ hàng đã sống ở khắp châu Âu. Điều này được nhà khoa học Paul Serino và các đồng nghiệp chứng minh là các loài Spinosaurus đã sống ở khắp siêu lục địa Pangaea. Để rồi, khi biển Tethys chia đôi Pangaea thành hai nửa là Gondwana và Laurasia, các phân họ Spinosaurus đã phải cố gắng tiến hóa để tồn tại. Các loài ở châu Phi và một phần Nam Mỹ sẽ phát triển thành hai loài khủng long gây ra nhiều tranh cãi mà chúng ta biết ngày nay là Spinosaurus, trong khi các loài ở châu Âu sẽ phát triển thành Baryonychidae và các loài Baryonychidae duy nhất ở châu Phi đã phát triển thành Suchomimus. Các loài Spinosaurus đã biến mất khỏi hành tinh trong giai đoạn Cenomanian của kỷ phấn trắng. Các nhà khoa học cho rằng sự biến mất này có thể là do môi trường sống của chúng bị thay đổi hoặc chúng đã không thể cạnh tranh lại các đối thủ lớn khác. Tương tác với các loài khác. Khu vực châu Âu nơi Peryonyx được tìm thấy là nơi sinh sống của một số nhóm khủng long khác, bao gồm các loài khủng long chân chim, khủng long sauropod hay các loài khủng long chân thú. Một số loài khủng long khác được tìm thấy trong khu vực này bao gồm Rhipparovinader, Ceratosuchus, Iguanodon, Hypsilophodon, Eukamirotus và Chondrosteosaurus. Ngoài loài khủng long, một số nhóm động vật có xương sống và động vật không xương sống khác cũng đã được xác định trong khu vực. Chúng bao gồm các loài thằn lằn bay và cá sấu. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật không xương sống trên cạn và trong môi trường sống dưới nước. Peryonyx đã thích nghi với chế độ ăn chủ yếu là cá. Nó chiếm lĩnh vị trí là loài săn mồi hàng đầu trong môi trường nước. Nơi nó nhắm đến là các loài cá khác nhau, bao gồm cả cá nước ngọt và cá biển. Nhiều nhóm cá khác nhau được xác định ở hố đất sét Smokjack, bao gồm một số loài cá mập nguyên thủy như Hypodes,
và các loài cá có xương như Skinstia. Những loài cá này và các loài cá khác có thể từng là thức ăn của Peryonyx. Vì nó là loài săn mồi hàng đầu trong môi trường của nó, nên có rất ít loài khủng long có thể gây ra mối đe dọa cho Peryonyx. Tuy nhiên, những loài khủng long ăn thịt lớn khác có thể là mối đe dọa đối với các cá thể trẻ hoặc già yếu. Peryonyx có chi trước mạnh mẽ với móng vuốt sắc nhọn, có thể dùng làm vũ khí để bảo vệ nó trước các mối đe dọa tiềm tàng. Peryonyx cũng có thể đã gặp phải sự cạnh tranh từ các loài khủng long ăn thịt lớn khác trong cùng môi trường sống nhằm vào các nguồn thức ăn tương tự. Ví dụ, các loài khủng long chân thú hoặc cá sấu lớn khác có thể đã tranh giành cá và các nguồn tài nguyên khác, gây ra một cuộc chạm trán bạo lực trong một số tình huống nhất định. Ý nghĩa văn hóa. Peryonyx là một phát hiện cổ sinh vật học quan trọng ở Anh và thế giới nói chung. Nó là một trong những loài khủng long Spinosaurus được bảo tồn tốt đầu tiên được xác định, cung cấp cho các nhà nghiên cứu những chi tiết giải phẫu có giá trị về nhóm khủng long khó nắm bắt trước đây. Hóa thạch bao gồm các bộ phận của bộ xương, bao gồm xương sọ và chi trước đặc biệt. Những chiếc xương này làm sáng tỏ hình thái và khả năng thích nghi độc đáo của nhóm khủng long này. Peryonyx cũng cung cấp những hiểu biết khoa học quan trọng về chế độ ăn của loài khủng long chân thú. Việc phát hiện ra xương cá trong dạ dày của loài khủng long này đã xác nhận nó là loài khủng long đầu tiên ăn cá. Peryonyx cũng là một loài khủng long theropod lớn đầu tiên được phát hiện từ kỷ phân trắng sớm. Kết quả là nó được mệnh danh là phát hiện của thế kỷ. Trước khi được phát hiện, loài khủng long theropod quan trọng cuối cùng được tìm thấy ở Vương quốc Anh là L. Streptospondylus hơn một thập kỷ trước đó. Peryonyx được giới truyền thông đặc biệt danh là móng vuốt sắc nhọn, ám chỉ đến loạt phim nổi tiếng Jaws. Peryonyx đã được giới thiệu trong một bộ phim tài liệu của BBC chỉ một năm sau khi mô tả đầu tiên của nó được công bố. Một bộ xương có thể được nhìn thấy tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London. Peryonyx là một loài khủng long mang tính biểu tượng trong lịch sử tự nhiên của nước Anh. Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi các nhà khoa học sẽ có thêm những khám phá về loài khủng long bí ẩn này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.